Thời điểm này, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè 2024, phân đấu đạt mục tiêu sản lượng kế hoạch đề ra. Ngoài nguồn giống thủy sản tự sản xuất trong tỉnh, các doanh nghiệp cơ sở nuôi trồng thủy sản trong tỉnh đã chủ động tìm kiếm nguồn giống đảm bảo chất lượng từ tỉnh ngoài để đáp ứng nhu cầu nuôi thả. Ước tính, mỗi năm các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh có nhu cầu khoảng từ 5 đến 6 tỷ con giống, với các loại giống chủ yếu gồm tôm, ngao, cua, cá nước ngọt, cá nước mặn. Cùng với việc chuẩn bị tốt nguồn giống và vật tư sản xuất, hiện nay các cơ sở nuôi trồng thủy sản đang tập trung cải tạo ao nuôi sẵn sàng cho vụ xuân hè 2024. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch thả nuôi 19.200 ha thủy sản. Để đạt mục tiêu đề ra, cơ quan chuyên môn đã và đang tuyên truyền người dân duy trì phát triển các vùng nuôi thủy sản tập trung theo quy hoạch, đồng thời khuyến khích đa dạng các đối tượng con nuôi chú trọng vào các loại có giá trị kinh tế cao và theo xu hướng của thị trường theo lịch thời vụ từ tháng 3 năm 2024 người dân sẽ bắt đầu xuống giống nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè